Hello V, có vẽ cái gì? Tớ xem một tí. Nào, nào, tớ xem cho tớ đi. Không. Tớ xem một tí thôi nhá. Không, không được đâu đây. Ui đẹp trời, tớ lại có tóc màu hay luôn đó mẹ. Anh ạ. Có sao không? Không ạ. Trong một cái phối cảnh thì các bạn cần phải lưu ý cho tôi về điểm tụ, góc nhìn và đường chân trời. Nó có một cái quy luật rất quan trọng mà các bạn không bao giờ được quên. Đó là gần rõ, xa mờ. Gần sẽ lớn và xa sẽ nhỏ. Cái điều này sẽ đúng hoàn toàn trên tất cả những cái chất liệu mà các bạn dùng để thể hiện. Dù là vẽ trên giấy này, toan, sơn mài hay là chúng ta vẽ bằng máy. Sẽ có hai hoặc là nhiều đường thẳng song song trong một không gian thực cùng gặp nhau tại một điểm. Điểm này gọi là điểm tụ. Đây là điểm tụ. Đó, các bạn rõ chưa? Rõ rồi ạ. Và nó sẽ nằm ở trên đường chân trời thì đây là đường chân trời. Đó. Về trước nha, hai bạn gái trẻ tươi. Bye bye. Đúng là chuẩn sói ca. Có mà sói ca thì có ấy. Sói đâu mà sói. Anh thấy có mà là sói á. Tớ cũng nguyện làm cô váy quàng khăn đỏ. Không đùa như thế được đâu cô ạ. Đùa đâu mà đùa. Tớ nói thật lòng mà. Anh thấy bây giờ á, đang kê ghế ngồi trong đây này. Tức tỉnh đi. Tớ là tớ thấy mấy cái vụ cờ rớt cờ rước anh thầy của cậu là không ổn tí nào đâu. Hôm qua tớ mới nghe Tú kể, biết vì sao mà thầy Phong phải dạy thay thầy Giang không? Không. Nhá, thầy Giang từng yêu hai học viên cùng một khóa, cùng một lúc. Thế là hai em xô xát nhau, làm ầm lên. Thế là thầy Giang phải nghỉ dạy, phải nhờ thầy Phong dạy hộ hai lớp đấy. Cho nên tốt nhất là tránh xa các ông thầy ra, đừng có vớ vẩn, biết chưa? Nhưng mà thầy Giang là thầy Giang, thầy Phong là thầy Phong mà. Tớ vừa phát hiện ra nơi trú ẩn của thầy nhá. Một quán cà phê tên là Mọt. Đi qua với tớ nhá. Đi nhá. Nhá. Em có chuyện này đang xoắn não. Anh Hai Huy làm quân sư giúp em với. Có gì cứ nói, hy vọng là giúp được em. Em có một cô bạn hồi tiểu học, gần đây bọn em mới gặp lại nhau ở lớp vẽ. Nhưng cô ấy lại đang thích một người đàn ông có quan hệ rất phức tạp với phụ nữ. Người đó em cũng biết, em đã cảm mặt em rồi mà không được. Nếu là anh sẽ làm gì ạ? Coi tôi là chị Thanh Tâm để tâm sự đấy à? Bà nhóc này. Em nói thẳng vấn đề với những người liên quan là được. Sự thật không thể phá vỡ mối quan hệ chân thành. Ơn anh Hai Huy.
Alo. Alo anh thầy ạ. À? Anh ơi, ngày mai anh rảnh không ạ? À? Em gặp anh một tí nhá. Mai tôi bận rồi.